Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 3. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 8, 9. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5543, 1568, 0385. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5823. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 43935, 54660, 59258, 86337, 92822, 94282, 33069. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 35323, 23330. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 06609. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 31021. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 680217. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 680217.